Xin được gửi lời chào toàn thể các bác. Hôm nay thì quay trở lại các bác vẫn là những cái dụng cụ quen thuộc, dụng cụ để các bác làm nông nghiệp, làm bonsai cây cảnh. Thì video hôm nay sẽ giới thiệu các bác với cái nội dung là sẽ gửi tới các bác về cái bộ kéo mà em gửi tới các bác, cái giá sẽ là thấp nhất, và cùng một số cái sản phẩm mới em vừa mới về hôm nay thì em sẽ chi tiết và sau đó sẽ báo giá từng loại một nhé, để cho các bác mình nắm bắt được này. Và đầu tiên thì trước khi đi vào cái phần báo giá, em xin phép được chi tiết về cái dòng kéo đầu tiên. Đó chính là cây kéo cộng lực của SK5. Cái này sẽ là cây kéo cộng lực của SK5, sẽ có chữ Made in Japan ở trên lưỡi và sẽ có chữ SK5 ở đây các bác nhé. Lưỡi kéo thì sẽ được một nửa là màu vàng và một nửa sẽ là màu trắng này. Tay cầm sẽ được bọc hai cái lớp nhựa mỏng, siêu mỏng, một màu cam và một màu xám gọi là màu nâu nhé, màu cam và màu nâu ở giữa. Và đây sẽ là mặt sau chiếc kéo này, các bác sẽ mở cái khóa ở đây ra để mở chiếc kéo ra. Thì cây kéo này sẽ có cái lò xo này, lò xo cao cấp này, lò xo sâu nhé, rất chi là bền luôn. Đã là cộng lực thì nó rất chi là khỏe gấp 10 lần so với cái dòng kéo, tất cả các dòng kéo bình thường khác. Và sẽ không thể thiếu được với hàng loại 1 thì sẽ có cái chế độ chống trượt tự mài ở đây các bác nhé. Đó. Cái kéo này thì cái lưỡi nó làm cho ngắn như này thôi, để tất cả sẽ dồn hết vào cái lưỡi này, giúp cho bác cắt cành rất chi là khỏe luôn. Và bình thường các bác đang phải mua cây kéo này giá sẽ là 200.000. Video hôm nay sẽ dành tặng các bác thêm một cây kéo tỉa này. Cây kéo tỉa này thì hôm nay các bác sẽ có hai sự lựa chọn nhé. Các bác có thể chọn cho mình cây kéo tỉa màu trắng này, và các bác có thể chọn cái cây kéo tỉa màu đen cũng vậy nhé. Thì giá của cái bộ đôi này sẽ gửi tới các bác sẽ là 200.000 cho một bộ đôi này. Đó. Hoặc là các bác có thể chọn cái cây kéo tỉa này với bộ đôi này cũng sẽ là 200.000 các bác nhé. 200.000 một bộ này. Tiếp theo đó sẽ là cái dòng kéo thứ hai, đó là cái dòng kéo V9 này. Chiếc kéo V9 này thì ngày hôm nay sẽ gửi tặng các bác cái giá rất chi là tuyệt vời luôn. Đây, cây này sẽ là cây V9 các bác nhé, lò xo V này. Sẽ có chữ Japan và chữ SK5 ở trên cái lưỡi kéo đây. Có chế độ chống trượt. Cây này thì rất chi là bền rồi các bác. Cam kết với các bác đây là hàng rất chi là bền và sắc bén, độ bền cực kỳ là cao luôn, giá cũng rất chi là rẻ trong cái video hôm nay sẽ gửi tới các bác. Thì rất mong các bác đã xem cái video này mà đang quan tâm tới tất cả các sản phẩm như kìm, kéo, cưa, rất nhiều sản phẩm khác, thì các bác cho em xin một lượt like, chuông, yêu quý kênh, cho em xin một lượt đăng ký kênh để đón xem được rất nhiều cái hành trình, cái chương trình, những cái sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất em gửi tới các bác như mình. Và cây kéo này thì hôm nay sẽ tặng kèm theo một cây kéo tỉa này, giá là 160.000 nhé, 160.000 trên bộ đôi kéo này. Và các bác có thể lựa chọn lấy một bộ như này đi, màu đen này, đồng màu như này cho nó đẹp mà nó rất là dễ này. Bộ nào cũng đều sắc bén hơn các bác ạ, đều rất là sắc bén luôn. Và bộ này thì giá sẽ là 160.000 nhé. Em sẽ bao cước vận chuyển các bác ở trên mọi miền của Tổ quốc. Tiếp theo sẽ là cái dòng cưa lọng này. Cưa lọng thì hôm nay em sẽ về cưa lọng, có sẽ hai loại cưa lọng nhé. Cưa lọng bãi này 21 cm. Thì giá của video hôm nay sẽ gửi tới các bác chỉ có 100.000 trên một cây này. Các bác mua từ 2 cây trở lên hoặc là mua kèm theo một chiếc rũa thì em sẽ bao cước vận chuyển các bác nhé. Cây cưa này thì khi mà các bác dùng bền, rất là bền rồi, nhưng mà khi mà dùng lâu năm rồi nó có bị cùn một chút thì các bác có thể lấy rũa, các bác rũa nó sẽ lại sắc bén như lúc mới luôn các bác nhé. Đó, và tiếp theo sẽ là cái bộ thứ hai. Bộ này thì hôm nay các bác mua cưa tặng các bác kèm theo một lưỡi này. Một cưa kèm tặng lưỡi, lưỡi này cũng sẽ là 21 cm nhé. Tặng kèm theo các bác một cái lưỡi cưa để các bác nhà mình thay thế. Thì cái giá của bộ đôi này là bao nhiêu thì em xin là báo giá luôn nhé. Cái bộ đôi này hôm nay mua cưa tặng lưỡi, giá gửi tới các bác sẽ là 70.000 một bộ. Mua từ hai bộ thì em sẽ bao cước vận chuyển các bác. Với những cái dòng này thì các bác có thể mua số lượng nhiều thì giá càng giảm hơn các bác nhé. Tiếp theo sẽ là cái xẻng này, xẻng đa năng hay là gọi là xẻng công binh, thì hôm nay em về hai màu. Đó chính là cái màu em đang giới thiệu các bác, thì đây là một màu trắng này. Hai màu được các bác mình thích nhất này, ưa chuộng nhiều nhất, bền màu nhất luôn. Thì một chiếc xẻng này có thể giúp các bác mình có rất nhiều việc được nhá. Đầu tiên thì các bác sẽ làm một chiếc xẻng này, một chiếc xẻng như này, và thứ hai các bác sẽ làm cuốc được nhá. Các bác sẽ làm cuốc được này. Đó. Và có cả cái đây sẽ là cái cưa này. Bác có thể cưa được, và đây là cái lưỡi dao nhé, dao các bác có thể dùng dao ở đây. Và tiếp theo thì một cái cây xẻng này thì sẽ gồm có ba đoạn rời như này, ba đoạn rời để các bác mình tháo lắp rất chi là tiện lợi luôn. Các bác có thể mang đi chơi, đi picnic hay là mang trên ô tô nhé.
thì không thể nào mà thiếu được những cái chiếc xẻng tiện dụng như này đó. Và bên trong sẽ phụ kiện đầy đủ này, sẽ có cả dao này, một chiếc dao này em sẽ lắp vào bên trong ống này nhé, và có cả cái đầu này các bác, mình có thể phá kính này. Đấy, đầu phá kính này, có cả còi nhé, còi có cả tô vít để các bác mình có thể sửa được xe này, rất chi là tiện lợi luôn. Và cái bộ xẻng này công binh hay xẻng đa năng thì đương nhiên hiện nay thì có rất nhiều những cái xẻng hàng nhái rất nhiều, nhưng mà khi các bác đã tìm đến được cái đại lý của em thì cơ sở bên em sẽ cung cấp cho các bác những hàng chuẩn nhé, và sẽ có phải có dòng chữ ở đây. Xẻng này sẽ được làm bằng thép của carbon các bác nhé, có dòng chữ in Japan ở đây, nó mới là hàng chuẩn loại 1 nhé. Có nhiều loại không có chữ đâu các bác phải lưu ý giúp em để tránh phải mua về hàng nhái, hàng kém chất lượng nhé. Và cái cây xẻng này đa năng hôm nay thì sẽ gửi tới các bác giá là 430.000 trên một chiếc xẻng này. Và ngoài những sản phẩm này thì còn rất nhiều sản phẩm khác nữa. Các bác yêu quý kênh thì xem xin một lượt like, chuông và đăng ký kênh nhé. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của em. Xin gửi lời chào tạm biệt và xin được hẹn gặp lại các bác ở những cái video ngắn lần sau.